trước khi ra đội một thì anh tham gia ở bộ phận đầu bếp. Và Samusi cũng đang sở hữu cái chân trái. Đây là Bambo, một pha chuyền bóng khá tuyệt vời. Hiền Trung Hà đã cứu đồ cho Quyết Mạc ở trong bóng vừa rồi. Và bên cạnh đó thì anh cũng có những pha di chuyển để đón những đường chuyền của đồng đội cực kỳ chất lượng. Một pha chuyền bóng ngang sai địa chỉ. Bao! Rất tiếc cho Bao! Trước mắt chúng ta sẽ là một pha đá phạt trước đầy ngang cánh phải của các cầu thủ Hồng Sự. Bóng đã không đến được di chuyển. Một pha đáng không thể chất lượng. Một cái chân trái cực kỳ ảo thuật khi Bambo xử lý bóng. Khán giả đang rất rồi tiếp theo dành cho Hồng Sự. Đây là Hồng Sự. Tiếp tục là cái chân trái đến đường Hồng Sự. Samasun. Rất rõ ràng. Đó là cầu thủ số 4 cầu thủ đó đã có bàn thắng cho Hồng Sự. Tiếp tục là tôi. Có thể sẽ mang lại một sự đột biến và quyết định phối hợp. Và xử lý đến từ cầu thủ Hoa Sơn ạ. Duy Thảo. Duy Thảo. Một pha dứt điểm mở ngoài vòng cấm địa. Và vừa rồi là cầu thủ ghi bàn, cầu thủ Sơn Châu. Sáng mét Bambo. Một pha nhảy cao há bóng khá tốt đến từ người Ga. Ôi! Rất thoáng, 3-1 rất dễ dàng. Mỗi khi các cầu thủ Hồng Sự có bóng thì đó là một cơ hội để nâng bàn thắng đến trận đấu ngày hôm nay. Vẫn là những pha xử lý cực kỳ mát nhãn đến từ Bambo, một pha chuyển nước hay. Đây là Hưng Sốc. Rất đáng tiếc bản thân đã không đến với cầu thủ Ma số 3. Một pha phối hợp không như thường lệ khi một pha dứt điểm đến từ cầu thủ Hưng Sự. Một pha dứt điểm bất ngờ. Pha dứt điểm ở ngay phần sân nhà. Và rất may rằng Hiền Trung Hòa. Chúng ta hãy cùng trông chờ pha dàn xếp. Và Đoàn rất kiên tính với những bài triển khai bóng của mình. Họ không có gì phải vội vàng. Không có ai dứt điểm với cầu thủ Hồng Sự. Và 3-2 đang được giữ nguyên ngay ở trong hiệp thi đấu thứ nhất. Hiệp thi đấu thứ hai thì đã trôi qua được khoảng 1/2. Và có lẽ rằng nó sẽ mang lại và chào bóng
sự là cực kỳ khó chịu. Tỷ số là 4-2 cho các cầu thủ Hồng Sự. Một pha dứt điểm tặng về góc chữ A đến từ cầu thủ của Hồng Sự. Tiếp tục một pha tấn công của anh đánh cánh trái. Một trận đấu cực kỳ thành công. Và bây giờ là tấn công cho các cầu thủ Hồng Sự. Pha xoay người dứt điểm không thành công, bây giờ là Minh Chiến. Đó là trận đấu gặp đồng kỳ 2. Và bây giờ khi gặp Hương Mạc, họ cũng đang rất thông dòng. Nhưng họ cũng đã có những chiến thắng. Và hiện tại bây giờ họ đang rất chất của Hương Mạc ở trận thi đấu thứ 2. Rất tốt. Một pha chuyển hướng sang hướng của Sang Mercy không thành công. Bây giờ là pha chuyển hướng đến từ cầu thủ mang số 8 của Hồng Sự. Và đó là mới của FIBA, họ đã thử nghiệm. Một siêu phẩm cho các cầu thủ Hồng Sự. Trận đấu thì đang trôi về những phút cuối. Và chúng ta có thể khẳng định rằng trận đấu ngày hôm nay sẽ là một chiến thắng tiếp theo dành cho Hồng Sự. Và họ sẽ có 6 điểm. Những chiến thắng cuối cùng sẽ dành cho đội chúng ta rồi. Đông Anh thì đã có một thất bại ở trận đầu. Họ đang có vẻ như muốn thử những pha xuất sắc của mình. Có một cảm giác hơn ở trận đấu vòng thứ nhất thôi. Bàn thắng thứ 5, thứ 6, xin lỗi. Thứ 6 đã đến với các cầu thủ Hồng Sự. Và như vậy ông Phúc đã còn tiếng gọi